Vâng, xin mến chào quý anh em nhé. Có một số anh khách hỏi mình là cách bơm ga cho bật lửa ga như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chi tiết nhất cho anh em xem nhé. Thì tất cả các loại bật lửa ga thì hầu như nó chỉ có một nguyên lý bơm ga duy nhất cho anh em nhé. Nên là mình sẽ lấy cây này mình demo cho anh em. Thì muốn bơm ga được ấy, thì anh em phải cần có ga anh em nhé. Cần có một cái bình ga. Và nói về ga thì có một số nhiều người ấy, không phải một số đâu, hỏi là lấy cái bình ga mini có được không? Cái bình ga tức là bình ga mà nó to to, nó dùng để nấu bếp ga ấy. Thì mình trả lời là có thể được anh em nhé, có thể được. Với cái điều kiện là anh em có cái đầu kết nối từ cái bình ga đấy sang cái bật lửa anh em nhé, sang cái bật lửa này. Đấy. Tại vì là cái bình ga mini á, nó có cái van này này, đấy, cái này này, nó rất là to. Nó to cỡ phải gấp đôi cái này anh em nhé. Và nếu để như thế anh em chọc vào cái lỗ nó các cái cây bật lửa này thì nó sẽ không vừa. Đấy là thứ nhất. Đấy, nên là anh em nếu mà có những cái kết nối từ cái trục này vào cái trục này thì anh em có thể sử dụng được. Đấy. Còn thêm một cái vấn đề nữa ấy, là cái bình ga mini ấy, nó chiết xuất từ các cái loại ga giống như củ phân các kiểu anh em nhé, nên là nó có mùi rất là hôi. Đấy, thậm chí là thối anh em nhé. Cái mùi đấy thì nó sẽ sử dụng, nó chỉ phù hợp với để nấu nấu nướng thôi, nó sẽ không phù hợp cho anh em mùi thuốc anh em nhé. Ví dụ anh em đang ngậm điếu thuốc trên miệng mà anh em bơm cái này ra mà mùi hôi dình như thế thì nó không phù hợp, là thứ nhất. Thứ hai, ví dụ anh em mà có chân giò nướng các kiểu ấy, anh em dùng cái ga đó thì cũng không an toàn. Đấy, nên là theo mình là anh em mua một cái bình ga chuyên dụng nhé. Cái bình ga chuyên dụng này thì anh em thích thì anh em mua shop mình, hoặc không là anh em mua gần nhà. Anh em cứ bảo là cho tôi mua cái bình ga mà không mùi. Đấy. Thì nó có nhiều loại ga anh em nhé, ga Đức, ga Mỹ. Đấy. Và nó sẽ không có mùi khi mà anh em sử dụng. Ví dụ như bình ga này của mình thì nó cũng không có mùi này. Và nó giá tầm khoảng 70.000 một bình anh em nhé. Mình đang dùng một cái cây này, một cái bình ga này và một cái cây này. Mình để lên trong cái phòng thờ ấy, để mình bơm. Và nó rất là lâu anh em nhé. Có thể là lên đến cả hàng mấy tháng đấy, vẫn chưa hết. Tất nhiên là mình chỉ thắp hương tương đối thôi anh em nhé, không phải là quá nhiều, không phải là ngày nào cũng thắp. Ok, đấy là hai cái vấn đề cần lưu ý thôi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào kỹ thuật bơm ga anh em nhé. Trước tiên khi bơm ga thì anh em phải lắc nhẹ cái bình ga đấy. Anh em lắc nhẹ bình ga nhé. Và một lưu ý là cái bình ga này anh em dùng cẩn thận này đấy, anh em dùng phải để đến nơi khô ráo thoáng mát anh em nhé, tránh xa thật xa nguồn lửa anh em nhé. Đấy, tránh thật xa nguồn lửa này là thứ nhất. Thứ hai, sau anh em lắc nhẹ này, anh em dúi cái đầu này lên, dúi cái đầu bên dưới lên anh em nhé, anh em chọc vào, đấy, anh em đặt vào và anh em nhận dúi xuống nha. Anh em bắt buộc phải dúi xuống thì ga nó mới chảy xuống nhiều anh em nhé. Còn nếu anh em lật ngược lên thì ga nó bơm lên nó sẽ ít và nó sẽ bắn ra ngoài nhiều anh em nhé, nó sẽ không có hiệu quả nhiều và nó lãng phí. Thì anh em dúi dúi và anh em chọc xuống như thế này rồi anh em giữ. Đấy. Đấy. Thì anh em giữ tầm khoảng mấy giây anh em nhé. Đấy. Như thế này. Đấy. Thì có một lưu ý nữa này, khi mà chọc bơm ga như thế này á thì ga nó sẽ bắn ra ngoài anh em nhé, nó sẽ có xì ra ngoài một chút. Đấy. Cái đấy là không thành vấn đề. Đấy. Cái nào cũng thế, bình ga nào cũng thế anh em nhé, và cái bật lửa nào anh em dùng cũng thế. Đây, anh em cứ xì như này. Đấy. Tầm khoảng 6 cho đến 10 giây gì đấy là được anh em nhé. Thì mình làm demo cho anh em thì mình dùng lấy thôi. Sau khi dùng thì anh em cắt đi cái bình ga đi là được thôi, an toàn là trên hết. Đấy. Sau khi làm như thế này thì ví dụ như cây này đi, rồi trên tay mình cây bật lửa này đi, thì nó sẽ có cái khóa này. Cái này là cái khóa an toàn anh em. Đấy. Còn bên dưới đây là to nhỏ này. Đấy. Mình to và mình mở khóa này. Đấy. Anh em xem. Anh em có thể là không nhìn thấy bởi vì ánh sáng đây rất là mạnh anh em nhé, là không nhìn thấy, nhưng thực tế là lửa nó dài như thế này, này. Rất là khủng khiếp. Khách hàng mình thường là lấy cái cây này để khỏa khỏa chân giò này, xong rồi mùi thuốc, mùi bếp, rồi mùi các kiểu anh em nhé, đốt rác các kiểu, dùng cây này rất là tiện. Đấy, trên đây là mình đã chỉ anh em cách bơm ga anh em nhé. Cách bơm ga rất là đơn giản, chỉ có một lưu ý nhỏ là anh em lắc nhẹ trước khi bơm và anh em duỗi đầu xuống giữ trong tầm khoảng mấy giây đó là được anh em nhé. Còn cái nguồn ga thì anh em lưu ý là nên cái dùng cái ga không mùi sẽ là tốt nhất. Ok, còn anh em trong quá trình mà xem mình thấy thích cái sản phẩm này á,
thì có thể ấn vào đường link bên dưới phần bình luận hoặc mô tả nhé. Thì mình cũng đặt sản phẩm đây, mình có chụp ánh và video rất là rõ ràng rồi. Cái cây này thì giá là 380.000 đồng một cây anh em nhé. Anh em lấy thì shop mình sẽ bao ship cho anh em. Và cái sản phẩm này shop mình sẽ bảo hành 3 tháng anh em nhé. Đây là một cái sản phẩm rất là bền. Nó có cái phần này bằng nhựa này, nhựa ABS anh em nhé, nhựa cứng. Còn cái phần này này là bằng kim loại. Đây, kim loại để chống cái việc mà cho cháy nóng đây anh em nhé. Hiện tại thì cây này mình có dùng một cây để làm cái thắp hương này rất là tốt anh em nhé. Ví dụ bật lửa ga bình thường anh em thắp hương rất là lâu đây, và cái này thì thắp cực kỳ nhanh luôn, lửa ra cực kỳ mạnh anh em nhé. Hoặc là anh em thắp hương mà đi đi thắp ở đâu mà ở bên ngoài trời anh em nhé, gió các kiểu ấy, thì cái này không sợ gió anh em nhé, rất là mạnh. Ok, anh em muốn lấy thì nhanh tay alo cho shop nhé. Anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.